Thông tin từ VTV, chính quyền Hàn Quốc tại một ngôi làng gần biên giới với Triều Tiên, hôm 31 tháng 10 đã ngăn chặn kế hoạch thả những quả bóng bay mang truyền đơn tuyên truyền vào Bình Nhưỡng. Nỗ lực không thành công trong việc thả bóng bay qua biên giới với Triều Tiên, khu vực biên giới đã được quân sự hóa chặt chẽ, diễn ra vào thời điểm nhạy cảm khi căng thẳng giữa hai nước láng giềng đang ở mức cao nhất trong nhiều năm qua. Triều Tiên đã thả hàng nghìn khí cầu mang rác và tài liệu tuyên truyền vào Hàn Quốc trong năm nay. Theo phía Triều Tiên, đây là hành động trả đũa đối với các khí cầu do các nhà hoạt động ở Seoul gửi đến, trong đó có những vật dụng như truyền đơn chỉ trích các nhà lãnh đạo Triều Tiên, kinh thánh và ổ USB chứa video ca nhạc K-pop và phim truyền hình của Hàn Quốc. Chính quyền ở PaJu, thành phố gần nơi xảy ra vụ việc cho biết những người có liên quan đến nỗ lực thả bóng bay mang tờ rơi chỉ trích Triều Tiên đã bị cấm vào thành phố. Năm 2023, tòa án hiến pháp Hàn Quốc đã hủy bỏ lệnh cấm thả tờ rơi này vì vi phạm tự do ngôn luận, nhưng chính quyền ở các khu vực biên giới đã tìm cách ngăn chặn hành vi này. Người dân ở ngôi làng gần Paju, cách Seoul khoảng 1 giờ lái xe về phía bắc, đã tập trung để bày tỏ sự phản đối của họ đối với vụ thả tờ rơi đã lên kế hoạch Đầu tháng 10, tỉnh Gyeonggi, nơi thành phố Paju trực thuộc, đã tuyên bố sẽ chấn áp hành vi thả tờ rơi bằng bóng bay chống chế độ sang Triều Tiên với lý do căng thẳng gia tăng và những rủi ro đối với những người sống ở các thị trấn biên giới. Năm nay, Seoul đã tiếp tục phát loa phóng thanh, tuyên truyền nhắm vào Triều Tiên. Trong khi đó, Triều Tiên cũng có hành động tương tự, khiến cư dân ở các thị trấn biên giới phàn nàn về việc gây ra tiếng ồn nghiêm trọng. Hai miền Triều Tiên đang trong tình trạng chiến tranh tiềm ẩn sau khi cuộc chiến 1950-1953 của họ kết thúc bằng một hiệp định đình chiến, không phải là hiệp ước hòa bình. Thông tin từ báo tin tức Thông tấn xã Việt Nam, hình ảnh vệ tinh cho thấy Triều Tiên đã đào ít nhất hai hào lớn cắt ngang các tuyến đường bộ và đường sắt ở khu vực biên giới với Hàn Quốc. Động thái này diễn ra sau khi Triều Tiên phá hủy các tuyến đường xuyên biên giới vào đầu tháng này. Hiện tại vẫn chưa rõ các hào này dùng để làm gì. Ước tính hào tại điểm giao cắt phía đông dài khoảng 150 mét và chỉ có đất đá ở một bên. Hình ảnh vệ tinh do Planet Labs BBC chụp vào ngày 30 tháng 10 cho thấy một hào cắt ngang đường bộ và đường sắt chạy qua phần phía tây của khu phi quân sự giữa hai nước. Căng thẳng giữa hai nước đang ở mức cao nhất trong nhiều năm khi Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố cắt đứt quan hệ và từ bỏ mục tiêu hòa giải lâu dài với Hàn Quốc. Trong khi đó, chính phủ Hàn Quốc có lập trường cứng rắn đối với tham vọng hạt nhân của Triều Tiên. Công việc xây hào dường như bắt đầu ngay sau khi Triều Tiên tiến hành phá hủy có tổ chức một đoạn đường gần Khe Song, một thành phố biên giới ở phía tây của Triều Tiên, và một đoạn đường bộ kết hợp đường sắt gần biên giới phía đông giữa hai nước vào ngày 15 tháng 10. Trong các hình ảnh của Planet Labs, dấu hiệu đầu tiên của các hào xuất hiện vào ngày 17 tháng 10, sau khi mây che khuất tầm nhìn trong 4 ngày trước đó. Hào phía tây nằm cách ga Dorasan khoảng 1,7 km. Đây là ga cuối cùng ở phía Hàn Quốc trên tuyến đường từng chạy tới khu phức hợp nhà máy hiện đã bị đóng cửa tại Kaesong. Các nhà máy này từng được hai nước cùng điều hành cho đến khi Seoul đóng cửa vào năm 2016 sau một vụ thử hạt nhân của Triều Tiên. Trong ảnh vệ tinh có thể nhìn thấy một số xe có thể được nhìn thấy tại khu vực đào hào, trong đó có xe di chuyển đất đá. Công việc tương tự cũng diễn ra một điểm qua biên giới giữa hai nước dọc theo bờ đông bán đảo Triều Tiên, có một hào cắt ngang đường ngay trước một cổng biên giới của Triều Tiên trong khu phi quân sự. Các nhà phân tích tại trang web 38 not chuyên về Triều Tiên là những người đầu tiên nói về các hào này. Họ nói rằng công việc đào hào bắt đầu gần như ngay lập tức sau khi Triều Tiên phá hủy các đoạn đường bộ và đường sắt. Các nhà phân tích ước tính rằng hào phía tây dài khoảng 125m và rộng khoảng 7m, có các đống đất lớn ở hai bên. Hào và đống đất này có mục đích không dùng để làm gì, ngoài việc dường như là một loại rào chắn nhằm cắt đứt các liên kết giao thông. Gò đất có thể là một phần của hàng rào hoặc có thể chỉ là đất tạm thời để đó trong quá trình xây dựng. Họ cho biết một số xe tải vẫn ở khu vực đào hào, cho thấy công việc vẫn chưa hoàn thành. Hình ảnh vệ tinh chụp các con hào xuất hiện trong bối cảnh ngày 31 tháng 10, Triều Tiên đã phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM lần đầu tiên sau gần một năm. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Triều Tiên cho biết, được sự chỉ đạo của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, Triều Tiên đã phóng ICBM này để khẳng định năng lực và độ tin cậy của hệ thống tên lửa chiến lược mới. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhấn mạnh một lần nữa rằng Triều Tiên sẽ không thay đổi chính sách tăng cường năng lực hạt nhân. Vụ phóng diễn ra chỉ một ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Hàn Quốc có cuộc thảo luận thường niên tại thủ đô Washington của Mỹ. Trong tuyên bố đưa ra cùng ngày 31 tháng 10, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết Hội đồng An ninh Quốc gia nước này sẽ xem xét các biện pháp trừng phạt đơn phương chống Triều Tiên sau vụ phóng ICBM mới nhất này. Trong khi đó, Tổng thống Jun Suk-yeol chỉ đạo quân đội Hàn Quốc phản ứng mạnh mẽ để đối phó với hành động của Triều Tiên. Theo thông tin từ VN Express, Triều Tiên thông báo thử ICBM nhằm tăng cường năng lực săn đe hạt nhân của đất nước và đã lập các kỷ lục mới, nhưng không nêu cụ thể. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA vào ngày 31 tháng 10 cho biết, lãnh đạo Kim Jong-un đã chỉ đạo cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM rất quan trọng nhằm tăng cường năng lực săn đe hạt nhân. Ông Kim khẳng định vụ phóng là thông điệp cảnh báo đối với các kẻ thù của Triều Tiên, tuyên bố nước này sẽ không bao giờ thay đổi lập trường về việc tăng cường kho vũ khí hạt nhân. KCNA nói vụ phóng đã xác lập các kỷ lục mới về năng lực tên lửa của nước này, song không nêu cụ thể đó là những kỷ lục gì. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc JCS phát hiện một tên lửa phóng từ khu vực Bình Nhưỡng ra vùng biển phía đông lúc dạng sáng nay. JCS cho rằng đây là loại tên lửa đạn đạo tầm xa sử dụng nhiên liệu rắn mới. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani cho biết Triều Tiên đã phóng ICBM, thêm rằng đây dường như là mẫu tên lửa mới vì nó đã bay xa khoảng 1.000 km trong 86 phút lâu nhất từ trước đến nay và đạt độ cao lớn nhất hơn 7.000 km vượt qua các thông số ghi nhận của những vụ thử tên lửa trước đó. Phát ngôn viên JCS Lee Song Jun cho biết tên lửa Triều Tiên có thể đã được khai hỏa từ xe phóng 12 trục, phương tiện phóng lớn nhất của Bình Nhưỡng được nước này công bố hồi tháng 9. Thông tin trên khi đó làm giấy lên đồn đoán cho rằng Triều Tiên đang phát triển một loại ICBM lớn hơn các dòng hiện hành. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Shin Savet cáo buộc vụ phóng vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, gây căng thẳng không cần thiết và có nguy cơ làm mất ổn định an ninh trong khu vực. Tokyo và Seoul cũng lên án vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng, cho rằng đây là hành động đe dọa hòa bình quốc tế phát ngôn viên lee nhận định triều tiên cố tình chọn thời điểm tiến hành vụ phóng gần với ngày bầu cử tổng thống mỹ nhằm tăng vị thế trên bàn đàm phán trong tương lai trong khi đó triều tiên cho rằng vụ thử tên lửa là hành động quân sự phù hợp đáp ứng được mục đích thông báo cho các đối thủ về ý chí đáp trả của chúng tôi theo thông tin từ báo Tiền Phong, các nghị sĩ Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã đặt một bệ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM vào vị trí sẵn sàng và có thể sẽ phóng tên lửa này đúng thời điểm diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Theo các quan chức Hàn Quốc, Triều Tiên có thể sẽ tìm cách thể hiện khả năng phát triển vũ khí chiến lược của mình bằng cách phóng một tên lửa tầm xa hoặc tiến hành vụ thử hạt nhân thứ bảy vào thời điểm diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào ngày 5 tháng 11. Nghị sĩ Lee Seong Kegon ngày 30 tháng 10 cho biết một bệ phóng di động đã được triển khai để sẵn sàng phóng thử ICBM. Thông tin trên được ông Lee đưa ra sau phiên điều trần kín của Quốc hội với các quan chức của Cơ quan Tình báo Quốc phòng DIA. Ông cho biết việc chuẩn bị bệ phóng di động TL đã hoàn tất. Nó đã được triển khai tại một địa điểm cụ thể và một vụ phóng ICBM để xác định khả năng đưa đầu đạn trở lại khí quyển có thể sẽ diễn ra vào thời điểm xung quanh cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ trước hoặc sau vào tháng 11. Một nghị sĩ khác là Park chun won nói rằng DIA không tin tên lửa đã được đưa vào bệ phóng mặc dù nó cũng có thể đã được vận chuyển đến địa điểm trên triều tiên đã thực hiện một loạt các vụ phóng tên lửa icbm theo quỹ đạo thẳng đứng để các tên lửa rơi xuống trong khoảng cách ngắn hơn nhiều so với tầm bắn được thiết kế một phần vì lý do an toàn và tránh hậu quả chính trị khi phóng tên lửa vào sâu trong thái bình dương nhưng họ cần tiến hành một vụ phóng với quỹ đạo tiêu chuẩn để đảm bảo đầu đạn có khả năng tái nhập khí quyển trong khi vẫn duy trì được khả năng kiểm soát để bắn trúng mục tiêu đã định theo thông tin từ Vietnam Plus, sáng ngày 31 tháng 10 theo giờ Việt Nam, quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo chưa xác định ra vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên. Thông báo của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) chưa nêu rõ thông tin chi tiết, song cho biết lực lượng này đang tiến hành phân tích vụ phóng mới nhất của Triều Tiên. Động thái của Triều Tiên diễn ra sau khi giới chức quân đội Mỹ và Hàn Quốc có cuộc thảo luận về quốc phòng thường niên tại Washington trong ngày 30 tháng 10. Lần gần nhất, Triều Tiên phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn là cách đây hơn một tháng, vào ngày 18 tháng 9. Theo thông tin từ Việt Plus, Triều Tiên đã nâng cao mức độ an ninh xung quanh nhà lãnh đạo Kim Jong-un bằng cách sử dụng các phương tiện gây nhiễu thông tin liên lạc và thiết bị phát hiện máy bay không người lái. Theo Yonhap, trong phiên họp Quốc hội Hàn Quốc vào ngày 29 tháng 10, cơ quan tình báo quốc gia NIS của nước này cho hay Triều Tiên đã tăng cường đảm bảo an toàn cho nhà lãnh đạo Kim Jong Un do lo ngại về một âm mưu ám sát có thể xảy ra. Theo NIS, Triều Tiên đã nâng cao mức độ an ninh xung quanh nhà lãnh đạo Kim Jong Un bằng cách sử dụng các phương tiện gây nhiễu thông tin liên lạc và thiết bị phát hiện máy bay không người lái. NIS lưu ý rằng ông Kim Jong-un đã có khoảng 110 hoạt động công khai trong năm nay, tăng khoảng 60% so với năm ngoái. Cơ quan này cũng cho biết Triều Tiên đã ngừng sử dụng lịch su chê, một hệ thống đánh số 5 dựa theo năm sinh của cố lãnh đạo Kim Nhật Thành trong tháng 10 này, đồng thời Bình Nhưỡng đang tăng cường nỗ lực củng cố vị thế của ông Kim Jong-un với tư cách là nhà lãnh đạo duy nhất của đất nước. Thông tin từ Việt Nam Plus, Cuộc thảo luận sẽ diễn ra tại Washington giữa Ngoại trưởng Cho Tae-yoon, Bộ trưởng Quốc phòng Kim Jong-hyun của Hàn Quốc và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cùng Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin của Mỹ. Nhân Háp đưa tin ngày 28 tháng 10, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo nước này và Mỹ sẽ tổ chức các cuộc đàm phán theo thể thức 2 cộng 2 giữa các quan chức quốc phòng và ngoại giao hàng đầu của hai nước trong tuần này, trong bối cảnh căng thẳng với Triều Tiên gia tăng. Bộ này cho biết cuộc thảo luận sẽ diễn ra tại Washington vào ngày 31 tháng 10 giờ địa phương giữa Ngoại trưởng Cho Tae-yoon, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Kim Jong-hyun của Hàn Quốc và Ngoại trưởng Antony Blinken cùng Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin của Mỹ. Theo bộ này, các quan chức hàng đầu của hai nước sẽ có cuộc thảo luận rộng rãi về bán đảo Triều Tiên, liên minh song phương và các vấn đề khu vực và toàn cầu khác. Hai nước cũng sẽ đưa ra tuyên bố chung sau các cuộc thảo luận Cuộc đối thoại diễn ra vào thời điểm Triều Tiên được cho là đã cử quân đến Nga để có thể triển khai tại Ukraine. Hàn Quốc và Mỹ đã xác nhận việc Triều Tiên điều động hàng nghìn binh sĩ đến miền đông nước Nga. Thông tin từ báo Hà Nội mới, ngày 28 tháng 10, hãng thông tấn Yonhap cho biết Bộ Đại dương và Thủy sản Hàn Quốc đã phối hợp với chính quyền các địa phương để tăng cường khả năng phòng chống thiết bị bay không người lái trong bối cảnh lo ngại an ninh ngày càng tăng. Theo đó, Hàn Quốc sẽ triển khai các hệ thống chống máy bay không người lái tại các cảng ở Busan, Incheon và Ulsan trong năm tới. Bước sang năm 2026, các hệ thống này cũng sẽ được thiết lập tại Yeosu, cách thủ đô Seoul 316 km về phía nam. Bộ Đại dương và Thủy sản Hàn Quốc cũng cho biết các hệ thống này sẽ bao gồm các thiết bị để xác định cách tiếp cận của thiết bị bay không người lái, chẳng hạn như radar, máy ảnh và máy quét tần số vô tuyến, cùng với các thiết bị gây nhiễu có thể vô hiệu hóa chúng. Cùng ngày, truyền thông Triều Tiên cho biết các phân tích do nước này tiến hành đối với nhật ký bay của thiết bị bay không người lái rơi ở Bình Nhưỡng hồi đầu tháng này cho thấy thiết bị đã cất cánh từ hòn đảo biên giới Bên Nhiêng của Hàn Quốc ở Hoàng Hải vào lúc 23 giờ 25 phút ngày 8 tháng 10. Căn cứ vào đó, Triều Tiên cáo buộc quân đội Hàn Quốc đứng đằng sau cuộc xâm nhập bằng máy bay không người lái. Đáp lại, quân đội Hàn Quốc gọi tuyên bố mới nhất của Triều Tiên là đơn phương, đồng thời từ chối sang mình. Daily NK dẫn nguồn tin cho hay, Triều Tiên được cho là đã ra lệnh cho lực lượng tiền tuyến tăng cường hơn nữa năng lực phòng thủ dọc biên giới với Hàn Quốc, bao gồm cả việc giải thêm mìn ở khu vực một cách ngẫu nhiên. Theo nguồn tin, Bộ Quốc phòng Triều Tiên đã chỉ đạo hai quân đoàn tiền tuyến đồn trú ở khu vực phía Đông thực hiện nhiệm vụ này. Chỉ thị viết, chúng ta hãy kiên định bảo vệ biên giới phía Nam của đất nước và ghi lại di sản chiến thắng. Bình Nhưỡng được cho là đã ra chỉ thị này hôm 18 tháng 10, một ngày sau khi Quốc hội Triều Tiên sửa đổi hiến pháp để coi Hàn Quốc là quốc gia thù địch. Trước đó, Triều Tiên đã cho nổ tung các đoạn đường bộ và đường sắt ở Gyeonggi và Đông Hề gần khu vực phi quân sự ở biên giới Liên Triều. Đây là những tuyến đường nối với Hàn Quốc và từng được xem là sự kết nối của hai miền bán đảo. Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Triều Tiên cho hay đây là phản ứng của Bình Nhưỡng đối với các cuộc tập trận được tổ chức tại Hàn Quốc, cũng như việc Mỹ thường xuyên đưa vũ khí có khả năng tấn công hạt nhân tới khu vực. Truyền thông nhà nước cho biết những công trình bị phá bỏ sẽ được thay thế bởi các pháo đài phòng thủ trong tương lai. Trong chỉ thị gần đây, Triều Tiên được cho là đã yêu cầu quân đoàn 1 và 5 xây dựng mạng lưới phòng thủ kiên cố để tách biệt lãnh thổ nước này với Hàn Quốc. Theo nguồn tin, công binh Triều Tiên sẽ tiến hành giải mìn ngẫu nhiên dọc biên giới và hạn chót để hoàn thành là trước ngày 1 tháng 12, thời điểm Bình Nhưỡng có thể tiến hành cuộc tập trận. Trong thời gian qua, Triều Tiên cũng đã đặt thêm mìn ở khu phi quân sự, một vùng đệm dọc theo cả hai bên biên giới khi căng thẳng với Hàn Quốc không ngừng nóng lên. Khu phi quân sự rộng 4 km ở hai bên đường phân giới quân sự biên giới, trên thực tế giữa hai bên sau chiến tranh Triều Tiên năm 1953. Tại khu vực này, hai bên cài những bãi mìn dày đặc biến nó trở thành một trong những nơi nguy hiểm nhất trên thế giới. Hồi giữa tháng, Triều Tiên đã ra lệnh cho quân đoàn pháo binh gần biên giới với Hàn Quốc chuyển sang tình trạng sẵn sàng khai hỏa. Căng thẳng tại khu vực bán đảo Triều Tiên không ngừng nóng lên trong thời gian qua khi cả hai bên đều cáo buộc nhau có những hành động khiêu khích. Hàn Quốc và Mỹ thường xuyên tập trận chung để đáp trả lại các vụ thử vũ khí của Triều Tiên. Trong khi đó, Bình Nhưỡng chỉ trích các cuộc diễn tập này là hành vi có tính thù địch đe dọa tới an ninh Triều Tiên. Gần đây, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố nước này sẽ nhanh chóng thực hiện các động thái để trở thành cương quốc quân sự sở hữu vũ khí hạt nhân. Tuyên bố này cho thấy mục tiêu của Mỹ và Hàn Quốc về một bán đảo Triều Tiên phi hạt nhân hóa dường như khó thành hiện thực trong tương lai gần. Theo thông tin từ báo tin tức Thông tấn xã Việt Nam, ngày 26 tháng 10, Triều Tiên đã bày tỏ phản đối cuộc tập trận không quân chung giữa Hàn Quốc và Mỹ, cáo buộc Washington đang đẩy khu vực vào tình thế khó kiểm soát. Trong tuyên bố được đăng tải trên bản tin của hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên, KCNA, một quan chức của Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã mô tả cuộc tập trận Freedom Flag là hành động quân sự mang tính khiêu khích. Cuộc tập trận mang tên Freedom Flag bắt đầu từ tuần này và sẽ kéo dài đến ngày 1 tháng 11 với sự tham gia của không quân Hàn Quốc, Mỹ và Australia. Đây là lần đầu tiên Freedom Flag được tổ chức. Freedom Flag thay thế các cuộc tập trận không quân quy mô lớn thường kỳ của Mỹ, Hàn như cuộc tập trận Flying Training trong nửa đầu năm và Vigilant Defense trong nửa cuối năm. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gần đây đã gia tăng. Hôm 15 tháng 10, Triều Tiên bắt đầu tròn nổ tung các đoạn đường bộ và đường sắt nối với Hàn Quốc, vốn từng được coi là biểu tượng quan trọng của sự hòa giải liên triều. Theo KCNA, các tuyến đường bộ và đường sắt kết nối với Hàn Quốc ở phía đông và phía tây thuộc biên giới phía nam của Triều Tiên đã bị cắt đứt hoàn toàn. Trong diễn biến khác, ngày 25 tháng 10, Lầu Năm Góc thông báo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và người đồng cấp Hàn Quốc Kim Jong-hyun sẽ tham dự hội nghị tham vấn an ninh Mỹ-Hàn SCM lần thứ 56 tại thủ đô Washington vào ngày 30 tháng 10 tới theo phóng viên thông tấn xã việt nam tại washington hai bên dự kiến sẽ thảo luận về cách triển khai thực tế tầm nhìn quốc phòng quan hệ đồng minh mỹ hàn mà hai bên nhất trí vào năm ngoái cũng như củng cố hơn nữa mối quan hệ đồng minh chiến lược toàn diện toàn cầu giữa hai nước ngoài ra lãnh đạo quốc phòng mỹ hàn sẽ tiến hành đánh giá tình hình an ninh trên bán đảo triều tiên tham dự cuộc họp còn có các quan chức cấp cao của hai nước trong lĩnh vực quốc phòng và ngoại giao Daily NK dẫn nguồn tin cho hay Triều Tiên được cho là đã ra lệnh cho lực lượng tiền tuyến tăng cường hơn nữa năng lực phòng thủ dọc biên giới với Hàn Quốc, bao gồm cả việc giải thêm mìn ở khu vực một cách ngẫu nhiên. Theo nguồn tin, Bộ Quốc phòng Triều Tiên đã chỉ đạo hai quân đoàn tiền tuyến đồn trú ở khu vực phía đông thực hiện nhiệm vụ này. Chỉ thị viết, chúng ta hãy kiên định bảo vệ biên giới phía Nam của đất nước và ghi lại di sản chiến thắng. Bình Nhưỡng được cho là đã ra chỉ thị này hôm 18 tháng 10, một ngày sau khi Quốc hội Triều Tiên sửa đổi hiến pháp để coi Hàn Quốc là quốc gia thù địch. Trước đó, Triều Tiên đã cho nổ tung các đoạn đường bộ và đường sắt ở Gyeongui và Đông Hề gần khu vực phi quân sự ở biên giới Liên Triều. Đây là những tuyến đường nối với Hàn Quốc và từng được xem là sự kết nối của hai miền bán đảo. Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Triều Tiên cho hay đây là phản ứng của Bình Nhưỡng đối với các cuộc tập trận được tổ chức tại Hàn Quốc, cũng như việc Mỹ thường xuyên đưa vũ khí có khả năng tấn công hạt nhân tới khu vực. Truyền thông nhà nước cho biết những công trình bị phá bỏ sẽ được thay thế bởi các pháo đài phòng thủ trong tương lai. Trong chỉ thị gần đây, Triều Tiên được cho là đã yêu cầu quân đoàn 1 và 5 xây dựng mạng lưới phòng thủ kiên cố để tách biệt lãnh thổ nước này với Hàn Quốc. Theo nguồn tin, công binh Triều Tiên sẽ tiến hành giải mìn ngẫu nhiên dọc biên giới và hạn chót để hoàn thành là trước ngày 1 tháng 12, thời điểm Bình Nhưỡng có thể tiến hành cuộc tập trận. Trong thời gian qua, Triều Tiên cũng đã đặt thêm mìn ở khu phi quân sự, một vùng đệm dọc theo cả hai bên biên giới khi căng thẳng với Hàn Quốc không ngừng nóng lên. Khu phi quân sự rộng 4 km ở hai bên đường phân giới quân sự biên giới, trên thực tế giữa hai bên sau chiến tranh Triều Tiên năm 1953. Tại khu vực này, hai bên cài những bãi mìn dày đặc biến nó trở thành một trong những nơi nguy hiểm nhất trên thế giới. Hồi giữa tháng, Triều Tiên đã ra lệnh cho quân đoàn pháo binh gần biên giới về Hàn Quốc chuyển sang tình trạng sẵn sàng khai hỏa. Căng thẳng tại khu vực bán đảo Triều Tiên không ngừng nóng lên trong thời gian qua khi cả hai bên đều cáo buộc nhau có những hành động khiêu khích. Hàn Quốc và Mỹ thường xuyên tập trận chung để đáp trả lại các vụ thử vũ khí của Triều Tiên. Trong khi đó, Bình Nhưỡng chỉ trích các cuộc diễn tập này là hành vi có tính thù địch đe dọa tới an ninh Triều Tiên. Gần đây, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố nước này sẽ nhanh chóng thực hiện các động thái để trở thành cường quốc quân sự sở hữu vũ khí hạt nhân. Tuyên bố này cho thấy mục tiêu của Mỹ và Hàn Quốc về một bán đảo Triều Tiên phi hạt nhân hóa dường như khó thành hiện thực trong tương lai gần.